Chủ đề ngày hôm nay, Như sẽ hướng dẫn cho các nàng 7 cách mix đồ với áo blazer trắng. Nếu nàng đang sở hữu một chiếc áo khoác blazer trắng hoặc là một chiếc áo khoác vest nhưng chưa biết phối đồ sao cho phong phú, có thể xem những gợi ý dưới đây nhé. Nàng đừng quên nhấn đăng ký kênh để có thể ủng hộ cho kênh nhé. Chào, chào mừng các nàng đã đến với Aileen The Red với đầm dự tiệc. Mình là Nhiên, là founder của Aileen The Red. Cách 1, phối trắng với trắng. Chị em đừng bỏ qua cái xu hướng diện cả cây trắng hot hit này nhé. Vừa đơn giản, nhẹ nhàng nhưng tinh tế vô cùng. Cách phối blazer trắng với chân váy trắng hoặc là chiếc quần trắng sẽ mang đến cho nàng diện mạo ngoài thanh lịch sang trọng mà không phải set đồ nào cũng có thể mang đến cho bạn đâu. Nàng có thể diện thêm đôi giày cao gót màu trắng để tông xuyệt tông với bộ trang phục của mình nhé. Ngoài ra, nàng có thể nhấn nhá bằng những cái phụ kiện như là chiếc túi xách ánh kim hoặc là đôi bông tai, dây chuyền có thể giúp cho nàng thêm đẳng cấp và thanh lịch đó. 2. Phối áo blazer trắng với đồ đen. Nàng có thể khoác ngoài chiếc áo blazer trắng, bên trong là một chiếc đầm màu đen, một chân váy màu đen, quần tay đen hoặc là những cái chiếc quần bóng màu đen. Sự kết hợp màu sắc tương phản trắng đen như thế này sẽ giúp cho nàng trông thanh lịch cũng như là giúp cho nàng trông thon gọn hơn khi mặc ở trong đen ở ngoài trắng đó. 3. Phối áo blazer trắng với quần jean và áo thun. Với sự kết hợp là quần jean, áo thun và khoác ngoài blazer trắng sẽ tạo cho nàng cái sự thoải mái, năng động. Ngoài ra, chiếc áo khoác như vậy sẽ giúp cho nàng che được rất là nhiều khuyết điểm ở phần trên. Còn nếu như nàng có khuyết điểm là đùi to thì có thể chọn những cái chiếc áo khoác blazer trắng mà form dài một chút. Như vậy sẽ làm cho diện mạo của nàng vô cùng hoàn hảo luôn. 4. Áo blazer trắng phối với áo trong là cổ lọ. Những chiếc áo cổ lọ rất là đơn điệu, nhưng nếu nàng khoác bên ngoài một chiếc áo blazer trắng sẽ đảm bảo cho nàng một cái sự thanh lịch phù hợp cho nàng ở chốn công sở. Và đặc biệt là cách phối đồ này rất là thuận tiện vào mùa đông, vừa ấm áp mà vừa thời trang nữa. 5. Phối áo blazer trắng với áo hai dây hoặc là áo cúp ngực bên trong. Phối đồ này không những giúp cho nàng khoe khéo được cái phần xương quai xanh của nàng, đối với nàng gầy thì giúp cho nàng trông đầy đặn hơn. Còn đối với cô nàng có phần trên to, ví dụ như là bắp tay to mà thích mặc đầm hai dây hoặc là áo hai dây, thì chiếc áo khoác blazer trắng sẽ là vị cứu tinh của các nàng. Nàng nên lựa chọn chất liệu áo hai dây là chất liệu vôn, lụa, mát và có độ rũ. Nó vừa làm cho nàng cảm thấy thoải mái, mát mẻ hơn, cũng giúp phối với chiếc áo blazer thêm hoàn hảo hơn nhé. 6. Áo blazer phối với crop top. Việc phối áo blazer trắng với chiếc áo crop top bên trong sẽ giúp cho nàng khoe khéo được cái vòng eo con kiến của mình, làm toát lên cái sự năng động trẻ trung, vừa sexy mà cũng vô cùng kín đáo nữa. 7. Phối áo khoác blazer trắng với đầm họa tiết hoa bên trong. Đối với những chiếc đầm hoa mềm mại, dịu dàng và phối kèm với chiếc áo blazer trông có vẻ cứng nhắc, nhưng sẽ tạo cho nàng một cái hiệu ứng vô cùng nhã nhặn, giúp cho chị em tự tin khi đi làm ở chốn công sở, cũng có thể diện đi chơi nè, đi tiệc luôn. Ngoài ra, nàng cũng có thể phối chiếc áo blazer với những cái quần sóc đùi nữa nhé. Hy vọng với những cách mix đồ với áo khoác blazer trắng sẽ giúp cho nàng thêm tự tin và làm mới tủ đồ nhà mình nhé. Nếu yêu thích video này, xin đừng ngần ngại hãy nhấn subscribe, đăng ký kênh để có thể cập nhật những video mới nhất và ủng hộ cho kênh phát triển nhé. Cảm ơn các nàng đã dành thời gian theo dõi hết video. Xin thân ái kính chào và hẹn gặp lại ở những video tiếp theo.